Thông tin Lisa sẽ là nghệ sĩ có màn biểu diễn solo đầu tiên trong lễ hội công dân toàn cầu 2024 tại công viên trung tâm thành phố New York vào tháng 9, nhận được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ. Mới đây, tài khoản chính thức của RC Records và Allow đã đăng một video trên Instagram cho thấy một phân đoạn hậu trường của bản hit mới nhất của Lisa Blackpink, Rockstar. Đoạn clip dài 15 giây này đã đạt được hàng nghìn lượt thích và bình luận trong thời gian kỷ lục. Mặt khác, người hâm mộ rất vui mừng khi Lisa sẽ là người dẫn đầu lễ hội công dân toàn cầu tại New York cùng với Post Malone, Doja Cat, Sherry Rose và Raul Alessandro. Diễn viên Hosef Man sẽ là người dẫn chương trình cho lễ hội năm nay do Global Citizen, tổ chức vận động quốc tế hàng đầu thế giới, với sứ mệnh chấm dứt tình trạng nghèo đói cùng cực tổ chức. Buổi hòa nhạc quy tụ nhiều ngôi sao sẽ diễn ra vào ngày 28 tháng 9 tại Central Park Red Cloud ở New York, Mỹ. Giám đốc điều hành tổ chức Global Citizen Hood Event cho hay, lễ hội năm nay sẽ tập trung vào giải quyết tình trạng nghèo đói và các vấn đề quốc tế cấp bách khác, cần sự hỗ trợ từ tất cả các thế hệ hơn bao giờ hết. Việc em út Blackpink sẽ góp mặt trong lễ hội công dân toàn cầu 2024 cũng là buổi biểu diễn trực tiếp đầu tiên của ngôi sao K-pop tại một lễ hội âm nhạc với tư cách là nghệ sĩ solo kể từ khi cô phát hành đĩa đơn Rockstar vào ngày 28 tháng 6. Chúng tôi rất vui mừng khi được hợp tác với Lisa cho buổi biểu diễn solo đầu tiên của cô ấy tại một lễ hội âm nhạc. Lisa không chỉ là một nghệ sĩ nổi tiếng được yêu thích trên toàn cầu, mà còn là người rất tích cực trong các hoạt động cộng đồng. Cô ấy luôn dùng tiếng nói và tầm ảnh hưởng của mình để kêu gọi hành động, giải quyết những vấn đề cấp bách nhất mà thế giới đang phải đối mặt. Cathy Hill, phó chủ tịch kiêm giám đốc đối ngoại phụ trách nghệ sĩ và giải trí của Global Citizen cho biết. Hill nói thêm, chúng tôi mong được chào đón Lisa và tất nhiên cả Lily và Blink, cộng đồng người hâm mộ của Lisa và Blackpink đến công viên trung tâm vào tháng 9. Năm ngoái, Jungkook của BTS là nghệ sĩ solo K-pop đầu tiên biểu diễn tại lễ hội công dân toàn cầu. Lễ hội công dân toàn cầu là lễ hội âm nhạc thường niên được tổ chức bởi Tổ chức Vận động và Giáo dục Quốc tế Global Citizen. Theo thông cáo báo chí, Global Citizen Festival sẽ diễn ra cùng ngày với kỳ họp của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc nhằm ủng hộ sự công bằng cho tất cả mọi người, kêu gọi các chính phủ, nhà hảo tâm và các doanh nghiệp của khu vực tư nhân đảm bảo đáp ứng các nhu cầu cơ bản của cộng đồng thiểu số trên thế giới, bao gồm tiêm chủng và hệ thống y tế sâu rộng, giáo dục chất lượng và thực phẩm bổ dưỡng. Chương trình diễn ra hoàn toàn miễn phí và đã trở thành một trong những sự kiện được nhiều khán giả chờ đón với những màn trình diễn đỉnh cao. Vừa qua, Lisa đã phát hành đĩa đơn solo mới nhất của cô mang tên Rockstar vào cuối tháng 6. Đĩa đơn này là đánh dấu việc xuất hiện độc lập của nữ ca sĩ gốc Thái với hãng thu âm toàn cầu RC Records. Vào tháng 12 năm 2023, có thông báo rằng Blackpink đã gia hạn hợp đồng độc quyền cho các hoạt động nhóm với YG Entertainment. Tuy nhiên, sau đó nhiều nguồn tin cho biết cả 4 thành viên đều quyết định chia tay để hoạt động solo. Vào tháng 2 năm 2023, Lisa đã công bố thành lập công ty mới Allow của mình, được cô mô tả trong một bài đăng trên Instagram là nền tảng để thể hiện tầm nhìn trong âm nhạc và giải trí. Vào tháng 4, RC Records thông báo rằng Lisa và Allow đang hợp tác với hãng thu âm. Theo thông cáo từ hãng, thỏa thuận này cho phép Lisa phát hành nhạc solo mới dưới quyền RC Records, trong khi vẫn giữ toàn quyền sở hữu tất cả các bản thu âm master của cô.